Quý vị thân mến, danh nhân Nguyễn Đình Chiểu được biết đến là một nhà thơ yêu nước, một thầy thuốc và đặc biệt là một thầy giáo mẫu mực của vùng đất Nam Bộ. Mới đây, một hoạt động văn hóa giáo dục ý nghĩa vừa được hoàn tất như một món quà dành tặng nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của cụ. Đó là việc ra mắt cuốn sách thư pháp Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển kỷ luật thế giới. Cuốn sách do thư pháp gia Vũ Đăng Học thực hiện tặng Thư viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Nguyễn Đình Chiểu ngày 1 tháng 7. Sách dày 209 trang, viết đầy trên giấy xuyến chỉ bồi gấm, là tuyển tập những vần thơ ca ngợi đạo đức, nhân nghĩa trong cuộc sống đời thường. Những câu ca, câu văn thể hiện tinh thần yêu nước, quật cường của nhân dân Nam Bộ, mang đậm ý nghĩa giáo dục bằng ngôn ngữ mềm mại, sâu sắc, nhưng dễ đi vào lòng người. Đây được xem là một trong những tuyển tập đặc sắc và tác phẩm thư pháp công phu nhất từng được thực hiện về danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Với cái dịp lễ trân trọng này đó, thì tôi muốn làm tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất để dâng đến cho cụ Nguyễn Đình Chiểu. Tôi mới chọn là trích ra 200 câu thơ để làm 200 tác phẩm vô một cái quyển gọi là Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển. Tôi có thể trải lòng mình trên những trang giấy và một lần nữa được chiêm nghiệm lại những tác phẩm của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Cuốn sách được chia làm hai phần chính. Phần 1 là tuyển tập Nguyễn Đình Chiểu, danh tác, và phần 2 là ngưỡng vọng Nguyễn Đình Chiểu. Được biết, tác phẩm này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bến Tre và thư pháp gia Vũ Đăng Học lên kế hoạch chuẩn bị trong hơn một năm. Công trình được thực hiện trong vòng 5 tháng, từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 5 2022. Trong đó, chỉ riêng phần viết thư pháp mất hơn 3 tháng, với kích cỡ chiều cao 1,8m, chiều rộng khi gấp sách là 1,4m, gáy sách rộng 0,25m. Tổng khối lượng sách và giá đỡ lên đến khoảng 400kg. Dự kiến tại lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh cụ Đồ được tổ chức tối ngày 30 tháng 6, 2022, cuốn sách sẽ được trao chứng nhận kỷ lục thế giới. Ngay từ cái bìa thì mình đã thấy rất là đặc biệt và ấn tượng, bởi vì học tự tay vẽ và được điêu khắc rất là tỉ mỉ, rất là chỉnh chu. Tôi nghĩ rằng cái tác phẩm này nó có một cái ý nghĩa, nó vượt ra khỏi cái chức năng thông tri là một cuốn sách. Nó còn mang lại một yếu tố về mỹ thuật. Đây là một cái công trình rất có ý nghĩa lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Cách mà viết thư pháp trên giấy xuyến á, thì nó rất là khó khăn. Nếu mà viết một chữ sai là coi như là bỏ, không thể viết lại được. Thì trong cái tác phẩm này, hơn 200 cái trang giấy đều bằng giấy xuyến hết, thì đòi hỏi là một cái công phu rất là cao và một cái tinh hoa hội tụ ở trong đó rất là nhiều. Bên cạnh là món quà ý nghĩa nhân lễ kỷ niệm, thông qua tác phẩm này, tác giả Vũ Đăng Học cùng ban tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh cụ Đồ Chiểu mong muốn lan tỏa hơn nữa tinh thần yêu nước tới đông đảo người dân, đặc biệt là mong muốn thế hệ trẻ thấm nhuần tư tưởng trung hiếu, nhân nghĩa, đức hạnh ngàn đời của dân tộc qua những câu thơ của cụ Đồ. Thơ của cụ Nguyễn Đình Chiểu thì có rất là nhiều bài thơ mà tôi tâm đắc, ví dụ như là bài Chạy Giặc hoặc là cái bài Thả Đuôi. Nhưng mà tiện đây thì tôi lại muốn nói một đoạn mở đầu của Lục Vân Tiên. Trước đèn xem chuyện Tây Minh, gắm cười hai chữ nhân tình eo le. Hỡi ai lặng lặng mà nghe, giữ răng diệt trước lành về thân sao. Trai thời trung hiếu làm đầu, chớ gái thời tiết hạnh là câu trao mình.